Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về đề án xây dựng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An đáp ứng chức năng của đài phát thanh và truyền hình khu vực giai đoạn 2015-2020. Theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã báo cáo dự thảo đề án xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An đáp ứng chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, thực trạng hiện nay, đề án đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đổi mới về chất lượng nội dung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phóng viên để sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình, đảm bảo chất lượng cao, phong phú, đa dạng về nội dung, đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, mở rộng hợp tác sản xuất, trao đổi, phát sóng chương trình với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình trong khu vực. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến của các sở, ngành liên quan, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận, Đài đã có trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị đề án. Để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Đài cần phải tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành để đề án được hoàn thiện hơn. Đó là xác định rõ hơn về nội dung, nhiệm vụ đáp ứng với chức năng đài khu vực. Cần đánh giá cụ thể về thực trạng của Đài hiện nay để xây dựng đề án sát thực hơn. Về mục tiêu phát triển, Đài cần xây dựng cụ thể lộ trình về cả nội dung và cơ sở vật chất, nguồn tài chính và vấn đề đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên và kỹ thuật viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh theo tinh thần nghị quyết số 26 Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.